Agribank, đồng hành cùng nông sản Việt. Vừa đặt chân đến với Vân Đồn của tỉnh Quảng Ninh, tôi đang hình ngất trước vẻ đẹp của thiên nhiên nơi đây. Đặc biệt, Vân Đồn không chỉ có cảnh đẹp mà còn có rất nhiều những loại hải sản biển nổi tiếng, trong đó có hàu sữa Thái Bình Dương. Hàu sữa Thái Bình Dương, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, chủ yếu phân bố ở huyện Vân Đồn, tỉnh Quảng Ninh, với diện tích nuôi 2.000 ha. Em chào anh chị ạ. Chào, vâng, chào anh. Mọi người đang thu hoạch hàu ạ? Dạ vâng ạ. Đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy. Em có thể thu hoạch thử một dây hàu ở đây không ạ? Rồi, nhưng bạn phải thật cẩn thận nha. Đây là một dây hàu đầu tiên mà tôi thu hoạch được. À. Rồi, đây là một dây hàu rất là to, rất là nhiều hàu. Tại sao mình lại chọn cái vùng biển này để nuôi hàu ạ? Đây là cái vùng kín sóng gió, ít chịu ảnh hưởng của bão, không chịu ảnh hưởng trực tiếp của các nguồn nước thải dân cư và các khu công nghiệp. Vùng nước này là bọn mình là đang được sự giám sát của Chi cục Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản tỉnh Quảng Ninh. Cứ định kỳ là một tháng hai lần là bọn mình là mang mẫu nước và mẫu hàu gửi sang bên viện kiểm tra chất lượng. Mình sẽ lấy giống hàu ở đâu để nuôi hả chị? Mình tự cho đẻ. Ở đây mình sẽ chọn những con hàu to, đẹp đều, mình sẽ tách ra, sau đó mình phối giống với nhau. Đến một cái giai đoạn nhất định, cái ấu trùng của nó sẽ mọc cái chân bám, nó bám vào cái vỏ này, rồi mang ra đây treo. Cái quá trình nuôi con hàu thì từ khi nó còn nhỏ tới khi mà mình thu hoạch thế này thì diễn ra trong bao nhiêu lâu hả chị? Mình nuôi trong vòng 8 đến 10 tháng. Trong quá trình nuôi thì không biết là có phải cho hàu ăn gì không chị? Trong quá trình là hàu nuôi đây nó chỉ lọc thức ăn từ tảo biển tự nhiên. Em vẫn đang thắc mắc là không biết vì sao mình lại gọi là hàu sữa Thái Bình Dương ạ. Nó được gọi là hàu sữa bởi vì là cái bụng của nó giống sữa. Còn cái nguồn gốc xuất xứ của nó là từ biển Thái Bình Dương, nên gọi là hàu sữa Thái Bình Dương. Hàu sau khi mình vớt lên bây giờ mình sẽ phải tách ra đúng không chị? Đúng rồi, sau khi tách ra bạn chọn những con nào nó đạt kích thước to và nó nặng. Chiều dài còn khoảng là từ 7 phân trở lên. Chơi hàu sau khi mình đã rửa sạch rồi thì sẽ được sơ chế như thế nào? Sau khi rửa sạch thì dùng cái dao để tách cái phần nắp trên vỏ của con hàu ra này. Con hàu nó có cái cơ của nó nhé. Cắt cái phần cơ của nó ra. Để lật cái phần ruột hàu ra ngoài khỏi vỏ nắp. Dùng nước biển đã lọc sạch để ta rửa để lọc cái chất cái cặn bã ở cái con hàu sẽ được loại bỏ, tránh hàu bị phân hủy. Đấy, em cầm xe lên. Chị ơi, em thấy là ở kia mình có cho thêm nước vào thì nước đấy là nước gì ạ? Nước này là chính nước của con hàu nên mình lọc ra, cho nước vào trong túi này để trong quá trình vận chuyển nó không bị vỡ cái bụng sữa của con hàu. Còn sau khi được đóng gói sẽ được bảo quản bằng nước đá lạnh từ 0 đến 2 độ C. Quả thật là hàu sữa Thái Bình Dương có vị rất đặc biệt. Khi đưa hàu vào miệng thì tôi cảm thấy là có một vị mát và hàu thì có vị béo ngậy và có vị ngọt rất là tự nhiên. Tết Nguyên Đán đang đến gần, bên cạnh những món ăn truyền thống của gia đình lại có thêm một lựa chọn, đó chính là những món ăn chế biến từ hàu. Tới đây thì Huy Lâm xin chúc các quý vị khán giả của chương trình Nông nghiệp Sạch sẽ có một năm mới an khang thịnh vượng, đón một mùa xuân Thái Bình yên lành bên gia đình của mình. Hàu sữa Thái Bình Dương, sản phẩm nông nghiệp tỉnh Quảng Ninh, sản lượng 1.000 tấn trên một năm, hiện được bán tại các siêu thị và các cửa hàng thực phẩm sạch trên toàn quốc.